Phương xin kính chào quý vị và thân mến chào các bạn. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Tấn Phương xin giới thiệu đến quý vị một sự kiện rất quan trọng sắp được diễn ra vào tháng 11 của năm 2013, Giải Văn Thơ Lạc Việt năm 2013 tại thành phố San Jose. Và trong buổi nói chuyện hôm nay, Tấn Phương xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Chủ tịch của Văn Thơ Lạc Việt, anh Chinh Nguyên, cùng với Tổng Thư ký của Văn Thơ Lạc Việt, nữ văn sĩ Thanh Xuân. Xin chào anh chị. Xin chào Tấn Phương. Xin chào Tấn Phương và xin chào quý vị. Vâng, xin thưa anh chị, anh thì có thể vui lòng cho biết là Văn Thơ Lạc Việt của chúng ta đã được thành lập từ năm nào vậy anh ha? Văn Thơ Lạc Việt thành lập thì chắc cái này phải xin cô Thanh Xuân có thể trả lời được không? Dạ được anh. Văn Thơ Lạc Việt được thành lập từ năm 1992 với bao gồm 5 vị nhà thơ nhà văn là Hà Thượng Nhân, Chu Hoàng Trung, phải không anh? Chu Toàn Trung. Chu Toàn Trung và ông Hoàng Anh Tuấn. Hoàng Anh Tuấn và Dương Huệ Anh, nữ cố vấn là nữ sĩ Trùng Quan và đúng, nhà báo và bình luận gia Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Dạ vâng, như vậy anh chị có thể cho biết là mục đích của Văn Thơ Lạc Việt là gì và tại sao chúng ta thành lập nó? Mục đích của Văn Thơ Lạc Việt thì thế này. Mình đã biết rằng năm 1975 thì tất cả những người Việt đi ra hải ngoại rất là nhiều. Dạ vâng. Và muốn giữ lại cái văn thơ lạc, cái văn chương của người Việt Nam thì sự thực là mình phải có một cái hội đoàn, một cái hội văn chương nào đó để giữ lại cái văn hóa của người Việt Nam trước năm 70 năm ở hải ngoại. Và sự thực là văn chương Lạc Việt, văn thơ Lạc Việt không muốn mất đi cái nền văn hóa nhân vị của nó khi mà mình đã mang sang hải ngoại. Và sau đó thì cái lớp lớn sẽ bắt đầu, gọi tôi gọi là cái lớp gọi là generation 1 đó, thì có thể là sẽ già, cũng như tôi này sẽ mất đi. Thì tất nhiên là mình phải truyền lại hay là mình trao lại cho cái lớp trẻ, đó là cái thế hệ 1,5 hoặc cái thế hệ 2 ở hải ngoại, để cho họ nối tiếp với cái nền văn chương của mình và giữ lại ở hải ngoại. Đó là cái mục đích của văn thơ Việt Nam hải ngoại và cái văn thơ của Lạc Việt. Dạ vâng. Xin thưa anh, Văn Thơ Lạc Việt hàng năm có tổ chức những cuộc thi và có trao giải thưởng. Như vậy thì nhân đây anh có thể cho biết là Văn Thơ Lạc Việt á, cái giải thưởng của nó có từ bao giờ vậy thưa anh ha? Không biết rồi, cô Thanh Xuân trả lời đi ha. Văn Thơ Lạc Việt trao giải thưởng bắt đầu từ 2008. Trước đó thì người chủ tịch đầu tiên là Dương Huệ Anh. Dạ vâng. Nhưng bắt đầu từ 2008 thì người chủ tịch kế tiếp là nhà thơ Đông Anh. Khi nhà thơ Đông Anh nhận chức vụ này thì ông đổi tên là Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt và bắt đầu nối tiếp. Mỗi năm đều có phát giải cho toàn quốc. Những người dự thi là những người khắp nơi từ toàn thế giới gửi thơ đến. Và hiện tại thì bắt đầu 2011 là chủ tịch là anh Chinh Nguyên. Anh bây giờ là người đứng ra để mà lo cho lễ trao phát giải thưởng 2013. Anh phó chủ tịch là ai vậy anh? Phó chủ tịch thì là anh nhà báo của văn của Máu Dòng Mỏ. Dạ vâng. Lê Văn Hải. Dạ vâng. Và gồm có thủ quỹ là bác sĩ thi sĩ Hồng Hà và chị là thư ký. Dạ vâng, thưa anh chị, đối với những vị khán thính giả của Việt Face TV lần đầu tiên theo dõi buổi nói chuyện đây á, thì anh chị có thể cho biết là thành phần tham dự trong cuộc thi Giải Văn Thơ Lạc Việt đó là những ai, hoặc là về vấn đề tuổi tác có giới hạn hay là không? Nói đến thành phần của những người, của những tác giả mà thi trong cái hàng năm từ năm 1908 tới bây giờ thì thực là cái tuổi trẻ nhất thì tôi nghĩ rằng trong khoảng 20-25 tuổi. Wow. Mà già nhất thì cũng phải là tới trong khoảng 70. 70. Dạ. Đó là cái lớp người mà gọi là biết về văn thơ, mà biết về cách viết văn và làm thơ ra sao. Và họ gửi từ khắp nơi, họ gửi về, tức là mình nói cho đúng là từ cái gốc của người Việt Nam mình. Tức có nghĩa là ở Việt Nam
và tất cả thế giới đều gửi về hết. Dạ vâng. Thế khi mà chấm bài đó thì thực sự là nó chia ra làm hai nhóm. Dạ vâng. Một nhóm thì mình phải nói rằng sơ khảo và một nhóm nữa là trung khảo. Cái nhóm sơ khảo này là có cái bổn phận là đọc những cái bài thơ hoặc những cái bài văn mà nó gọi là bị lỗi nhiều quá hoặc như là có thể là nó không có hợp với cái điều lệ của cái thông cáo. Dạ vâng. Do đó là sẽ bị loại. Và những cái bài mà không bị loại đó thì lại đưa vào trong website hoặc như là đưa vào email để gửi đi cho tất cả các giám khảo ở cùng thế giới chấm. Mà khi mà gửi đi đó thì tất cả những cái tên của tác giả đó sẽ được nhóm gọi là sơ khảo xóa đi và chỉ đánh mật mã thôi, để cho những cái người chấm bài đó họ không biết rằng cái bài này của ai đó. Dạ vâng. Nó mới công bằng. Nó công bằng. Dạ vâng. Và sau đó họ gửi điểm về thì cái nhóm sơ khảo này bắt đầu cộng điểm, và khi cộng điểm đó thì bắt đầu mới biết rằng ai cao điểm và ai không, thì bỏ cái tên của họ trở lại thì mới biết rằng ai đứng đầu và ai ở cuối, thì mới bắt đầu mới sau đó thì bắt đầu mới thông cáo ra ngoài cho những người trúng giải và bắt đầu lập lên một cái tổ chức để tổ chức buổi ra mắt sách cũng như là tổ chức cái buổi đại hội mà trao giải thưởng cho họ. Dạ vâng. À, thưa anh, hôm nay nhân có anh chị ở đây thì Tấn Phương xin được hỏi là tại sao hiện tại vẫn chưa có những cái tác phẩm của các bạn thanh thiếu niên hoặc là các bé thiếu nhi tham dự trong chương trình, thưa anh? Như vậy là ý của Phương nói rằng thì là của Tấn Phương nói rằng thì những người ở hải ngoại nhỏ tuổi hay là những người ở trong nước nhỏ tuổi, nghĩa là cái cỡ 12, 13 tuổi để viết như vậy. Thì sự thực là văn thơ làng Việt không có kỳ thị cái vấn đề tuổi tác. Nghĩa là cậu ấy có vẻ 10 tuổi hoặc 5 tuổi cũng có thể viết để gửi về. Dạ vâng. Okay. Để thi và ăn thua là nhiều điểm hay ít điểm là không phải rằng thì là nhóm của văn thơ Lạc Việt quyết định. Dạ vâng. Mà cái sự quyết định này nó là tất cả 40 ông gọi là giám khảo và trung khảo, là toàn những vị kỳ cựu mà nổi danh của Việt Nam, chẳng hạn như là anh Hồ Nam, chẳng hạn như là hồi trước là thầy Xuân Điểm Nguyễn Viết Khánh, rồi bây giờ đó thì bác Giao Chỉ, Đông Anh, toàn những người kỳ cựu chấm bài. Do đó nên sự thực là cái sự chống bài này nó rất là công bằng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và hy vọng là trong tương lai sẽ nhận được rất là nhiều những cái tác phẩm của các bạn thanh thiếu niên sinh trưởng tại Mỹ thế hệ thứ 3 cũng như là rất là nhiều của các bé thiếu nhi. Nhưng mà trở lại với nội dung chính ngày hôm nay, thưa anh, giải văn thơ Lạc Việt của năm 2013, anh có thể cho biết chi tiết về vấn đề tổ chức, địa điểm, không gian và thời gian ra làm sao? Em có thể... Lễ phát giải kỳ này là tháng 11, ngày 10, ngày Chủ nhật, lúc 1 giờ rưỡi ở trường trung học Yopabuna, ở ngay ở trên đường ngay San Jose, cho nên 1 giờ trưa ngày Chủ nhật. Dạ vâng, như vậy là trong cái chương trình của mình thì mình có những cái tiết mục nào vui nhộn, hấp dẫn và thật là sinh động, lành mạnh để đem lại cái sự thoải mái cho tất cả mọi người tham dự hay là không, thưa anh? Ok, cái này thế này. Chính vì cái dụ mà văn thơ Lạc Việt muốn kết hợp lại, nó dạ có vâng. Văn thơ kịch ca múa. Wow. Do đó lên văn thơ Lạc Việt năm nay tổ chức rất là lớn, là kết hợp lại ba nhóm. Dạ vâng. Nhóm thứ nhất là sân khấu Việt Cali. Dạ vâng. Nhóm thứ hai là cánh chim Bách Việt. Cánh chim Bách Việt. Và nhóm thứ ba nữa là Nhạc viện Thái Bình. Dạ vâng, của Anh Hiền. Của Anh Hiền, đúng rồi. Thì ba nhóm đó ca. Kết hợp lại. Và có một cái nhóm hợp ca nữa. Và cô Thanh Xuân, cái tên của nó là gì hả? Dạ, không có tên. Nhưng mà một group phụ nữ. Tớ Phương được nghe đó là ca đoàn, đúng không? Đúng rồi, cái ca đoàn. Ca đoàn. Nhưng mà một group phụ nữ sẽ hợp ca bài Việt Nam. Thì trong cái bữa hôm đó này, thì đầu tiên đó là sẽ cái nhóm hợp ca đó sẽ ca cái bản Lạc Việt đầu tiên, và cái khi mà cuối cùng kết thúc của nó là cái bản ca là Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Dạ vâng. Và cái kỳ này sẽ không có đơn ca. Dạ vâng. Nhưng mà cái giải mình nói tạm qua tới cái giải thưởng,
cái giải thưởng này đó thì sự thực là ngoài cái tiền mặt lại còn có những cái gọi là những cái gift danh dự, có những cái gift sâu dạ, vâng. Chuỗi chẳng hạn như là anh thành jury chẳng hạn Victoria. Yeah. Victoria jury đó thì anh ấy tặng hai cái sâu chuỗi và wow. Đánh giá mỗi một sâu chuỗi 500 lần. Wow. Có rất nhiều những cái vậy cái, anh cái anh thành có thể nêm những cái người mà bảo trợ không anh? À có, xin lỗi. Uh-huh. Những cái người bảo trợ đó của Lạc Việt đó thì sự thực là hàng năm họ vẫn cứ thường trực họ đưa cho Lạc Việt. Chẳng hạn như là cô Bích Liên, Hoa hậu Bích Liên. Rồi báo thằng Mõ là anh Hải. Thế rồi anh Yuri Thành, Victoria Vĩnh Thành. Thế rồi nữa báo là Kiều Mỹ Duyên. Chị Kiều Mỹ Duyên kia này ở dưới Nam Cali cũng gửi tặng luôn. Đấy, sau đó đó là những cái kỳ này tụi tôi lại còn được thêm nữa là anh giám đốc của kiếm việc làm 40 hour đó, 40 hour đó, đó thì họ bắt đầu họ thấy rằng thì là Văn Thư Lạc Việt làm được những cái công việc gọi là truyền bá văn chương của người Việt Nam ở hải ngoại, đâu họ bắt đầu họ vào và họ cho những cái tặng phẩm và có thể là hỗ trợ bằng vấn đề tiền bạc. Thì nhân tiện đây tôi cũng cảm ơn tất cả những quý vị đã hỗ trợ và kêu gọi những quý vị nào mà chưa biết về Lạc Việt hãy liên lạc với Lạc Việt và xin hỗ trợ cho Lạc Việt. Thì những cái hỗ trợ đó chúng tôi sẽ thành thật cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh Trinh Nguyên cũng như là chị Thanh Xuân đã đến với chương trình hôm nay. Và xin thưa quý vị, một chương trình chuẩn bị rất là chu đáo, có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay, sẽ được diễn ra vào tháng 11 ngày 10 năm 2013. Và chúng tôi rất kính mong quý vị đến tham dự một chương trình với một cái nội dung rất là lành mạnh, giải thưởng Văn Thơ Lạc Việt năm 2013. Bên cạnh đó thì quý vị còn có thưởng thức những tiết mục rất là hấp dẫn, sôi động của cánh chim bách Việt và của nhóm múa của cô Ánh Hiền là nhạc Việt Thái Bình và cùng với tiếng hát của các anh chị em trong ca đoàn. Và bên cạnh đó thì các bạn tham dự và cũng như là tất cả quý vị đều có cơ hội để mà đón nhận những món quà của các nhà bảo trợ trao tặng và cùng ngồi trong một cái không khí thật là ấm theo như cái chủ trương và cái lời chia sẻ của anh chị trong chương trình ngày hôm nay là chúng ta bảo tồn, duy trì và phát triển tiếng Việt thuần túy tại hải ngoại và cũng như là giữ cái nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn sự nhớ vị, cảm ơn anh chị đã đến với chương trình và chúc cho chương trình giải Văn Thơ Lạc Việt năm 2013 thật thành công. Xin cảm ơn Tân Phương và xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ đón chào quý vị ngay cái buổi đại hội của Văn Thơ Lạc Việt ngày 10 tháng 11 năm 2013. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị.